Ngày 15 tháng 8, ta đang hành hương. Từ bỏ thường được hiểu là buông bỏ những gì hấp dẫn, nhưng đôi khi nó cũng đòi hỏi phải buông bỏ những gì là ghê tởm. Bạn thực sự có thể trở nên gắn bó với các thế lực đen tối như oán hận và ghen ghét. Bao lâu bạn còn tìm cách trả đũa, bấy lâu bạn còn bám vào quá khứ của mình. Đôi khi nó có vẻ như là bạn có thể đánh mất chính mình cùng với sự trả thù và ghen ghét của bạn. Nên bạn đứng đó với bàn tay nắm chặt, khép kín người khác muốn chữa lành bạn. Cầu nguyện trên hết có nghĩa là đón nhận vị Thiên Chúa luôn luôn mới mẻ, luôn luôn khác biệt. Bởi vì Chúa là một Thiên Chúa cảm động sâu sắc, có trái tim lớn hơn trái tim ta. Sự chấp nhận cởi mở trong cầu nguyện trước một Thiên Chúa luôn mới mẻ làm cho ta tự do. Trong cầu nguyện, ta không ngừng ở trên đường, trên một cuộc hành hương. Trên con đường ấy, ta gặp gỡ nhiều người hơn nữa. Họ cho ta thấy một điều gì đó về Thiên Chúa mà ta tìm kiếm. Ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn nếu ta đã đạt tới Thiên Chúa. Nhưng ta biết rằng Thiên Chúa sẽ luôn luôn là mới mẻ và vì thế không có lý do gì để sợ hãi.